phải họ rồi má. Họ mang hỏi thả luôn. Xíu đi mẹ đấy. Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Hiện tại là em đang đứng tại 415 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10 nha cô chú. Nghe chú vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa nè. Thanh đang lựa những trái sầu riêng để cui bãi hộp cho một vị khách. Ngày nghỉ lễ thì cô chú anh chị và các bạn đi chơi ở đâu? Đi chơi chúng mà nhớ ăn sầu riêng nha. Đi chơi vẫn nhớ ăn sầu riêng. Đi chơi mất rồi sao mà ăn sầu riêng được. Anh ơi muốn mang sầu riêng làm quà thì ghé em. Thường ở đây người Sài Gòn đi du lịch rồi các cô chú anh chị mà ở quê á thì về quê thăm gia đình, bởi vì lễ hôm nay nghỉ lớn là tới 4 ngày rồi. Hôm qua cô chú nào ấy là cô chú đã về quê rồi đó. Sài Gòn bắt đầu kẹt xe. Đặc sản Sài Gòn là gì? Kẹt xe. Ngập nước. Gì nữa anh? Khói bụi hả? Đó là đặc sản của Sài Gòn nha cô chú. Và ở Sài Gòn thì thứ gì cũng có nha, không thiếu gì. Chỉ sợ là thiếu tiền thôi. Thiếu tiền thôi. Hả? Nắp à? Lấy mớ anh hộp đèn thôi. Hộp đèn hết. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn nghỉ lễ vui vẻ nha. Nhớ xem clip Cuộc Sống Sài Gòn TV giải trí được rồi. Cũng như là cô chú nào mà muốn mua sầu riêng, ăn sầu riêng thì ghé ra 415 Cách Mạng Tháng 8. Vợ chồng Thanh phục vụ sầu riêng. Đặc biệt là Thanh vừa cui sầu riêng để đi Pháp đó cô chú, đi châu Âu. hai mươi ký đi Pháp nha cô chú. Vừa rồi Thanh đi mấy chục ký đi Mỹ, bây giờ mấy chục ký đi Pháp. Có một số cô chú nói là đi qua Mỹ hay là đi Pháp á, thì phải có giấy phép cái này nọ, thì cái đó là em cũng không biết nha. Người ta ví dụ như là cô chú nào mà đặt hàng của Thanh ấy, rồi chắc là em nghĩ là có người có cách đi đem qua bên đó. Đây là mới đặt hàng nha cô chú anh chị và các bạn. Đi đường tôi mới dám đặt chứ không lẽ giờ. Đúng rồi, đi đường mới dám đặt chứ còn đi không được thì sao đẹp chấm đây. Hôm nay là sầu thái là bao nhiêu ký Thanh à? Dạ 100.000 anh ơi. Sầu thái là 100.000 nha cô chú anh chị. Ngoài địa chỉ là 415 Cách Mạng 8 thì Thanh bán ở địa chỉ là 03 Quỳnh Điền Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nữa. Giờ Thanh đang cui bãi hộp nha cô chú, bãi hộp cho khách. Như là 20 ký cho đi Pháp. Hai mươi ký đi Pháp là sầu thái luôn hả ta? Thái hả? Thái hả? Mùa này ri chưa được ngon. Mùa này gần hết sầu miền Đông rồi hả?
Dạ. Gần hết sầu miền Đông rồi, chuẩn bị có sầu miền Tây lại đó cô chú. Tháng 9 là có rồi đó. Tháng 9 là có sầu miền Tây lại rồi đó. Chắc hồi đó cũng nở rộ thôi. Ừ. Sào xanh đi châu Phi chưa, châu Âu là có rồi đúng không? Đúng bây giờ rồi. Châu Mỹ, à, châu Mỹ là có rồi phải không? Mỹ có rồi. Bây giờ châu Phi thôi. Thôi sào xanh đi châu Phi. Cô chú yêu mấy ủng hộ Thanh và đồng Thanh. Nhập qua bên châu Phi rồi chứ, chắc có. Chắc phải có. Việc mình bên đó cũng nhiều lắm. Mình tìm cách nào ở liên hệ với anh Quang Linh. Quang Linh Vlog anh, à. Anh Quang Linh đó là Quang Linh Vlog trồng sầu riêng luôn. chuyên gì ở bên châu Phi, ở bên châu Phi. Ảnh hay giúp đỡ những người ta bên đó đó. Quang Linh nổi quá trời tên châu Phi á. Có hồi Thanh nhờ Quang Linh Vlog giới thiệu sầu riêng. Thanh mới vừa nói là nhờ Quang Linh Vlog. Nếu mà nếu đi qua châu Phi. Hả? Nếu qua bên đó được thì chỉ có liên hệ với anh Linh thôi. À, thì anh đó thì cộng đồng ở bên đó của anh mạnh mà. Anh, thấy gỡ thấy hồi gỡ máy móc được qua nhiều lắm. Đúng rồi. Mới học giống rồi đó. Vừa rồi thấy về Việt Nam xong rồi qua bên đó. Anh thấy có thả cá gì đâu mà cá rô phi rồi. Cá rô phi nhưng mà dẹp hết rồi. Dẹp hả? Dẹp rồi, cá rô phi chết hết. Bữa đem lên nướng ăn hết rồi. Không phù hợp với thổ nhưỡng nữa hả? Đúng thiệt là vẫn trồng rau xanh đồ, nói chung là rất nhiều thứ, mía nè, chuối nè, rồi củ cải với cái gì khoai tây nè, rất là tốt. Mấy hộp em? 4 hộp rồi, 5 hộp. Để không nhiều quay chơi anh không đi quay YouTube cho cô chú xem mà lễ nghỉ không đi chơi gì hết, đi quay sầu riêng cho cô chú xem giải trí ngày nghỉ lễ. Ngày lễ là Thanh vẫn bán sầu riêng nha cô chú chứ không phải. Ủa có nghỉ lễ không Thanh? Không anh ơi. À vẫn bán bình thường đúng không? Quan niệm của em là ngày mai là ngày Quốc Khánh rồi, ngày 2 tháng 9 rồi. Phải 17 năm ngày tuyên ngôn độc lập. Tuyên ngôn độc lập. Ngày mai ở nhà tổ chức cái gì đó. Tổ chức đi, tối tối hai chồng em chạy qua. À.
chứ không phải dẫn mấy anh nhỏ đi chơi kiếm đi thổ cầm viên rồi đó Sài Gòn. Mấy ngày này đi chỗ đó đông lắm, đông lắm, chắc nghĩ đông, Hầm Sen rồi nữa đông. Vô là bắt đầu vô đi học và quà này cầm viên ngon quá. Giỏ mỏng rồi. Mấy hộp rồi, 7 hộp 7 đủ rồi đó. Hộp nào? Hôm qua là thấy kẹt xe rồi. Hôm qua là bắt đầu. Hôm nay là bắt đầu là hôm nay kẹt nhiều là ngày 1 ngày là kẹt xe kinh khủng nữa. Chiều nay là bắt đầu là nhiều công ty á. Nhiều công ty là bắt đầu là chiều nay mới nghỉ nè. Nghỉ 3 ngày nên là đặc biệt là ở miền Tây nha cô chú. Và bà con miền Tây ở gần gần để ra trường về quê á. Bà con ở gần thì về quê về quê để nghỉ ngày gọi là ngày Quốc Khánh, ngày lễ độc lập đó cô chú của Việt Nam. Nha cô chú. Dạ, livestream luôn lại. Dạ, chất lượng đấy. Livestream giới thiệu cho cô chú nghỉ lễ thưởng thức sầu riêng, xem sầu riêng.
to hay là trái nhỏ. Dạ. Cái đó cũng chấu thịt này nè cô. Vị sáu này không ngon chị ơi. Còn riêng miền Tây không? Còn riêng miền Tây chín không? Tùy theo trái sầu riêng coi, không phải trái nào cũng nhanh được. Chết rồi. Ôi. Làm bữa nay làm Thanh làm chậm với Thanh chuẩn bị nghỉ lễ rồi mà cô gắt nó là thấy Thanh bữa nay sao cô chậm quá nè. Sầu Thái khó vui hơn cô. Sầu Thái lúc nào cũng chậm hơn sầu riêng cô ơi. Con cũng muốn cô nhanh lắm. Mấy bữa là con có động lực đó, là vợ kêu là chiều nay cho anh nhậu là nó khui nhanh, còn hôm nay là vợ không cho nhậu. Dạ. Tiếp tục Thanh phui. Số điện thoại của chú á. Nghe điện thoại. Rồi để em coi lại. Em nạp điện thoại luôn chứ em.
rồi. Thì chị đó mấy ký là chút? Hả? Dạ 5. 5 ký hả? Ờ, thì cách mua 5 ký chip online luôn. Em kiểm tra đi, em dẫn kiểm tra lại đi. Đây, số điện thoại này, có số điện thoại của Thanh là của mình. Nói chung là khui thêm 5 ký nữa nha để ship cho cô chú anh chị. Nghe nghe nè. Còn thiếu hả? Rồi. Cái này đủ chưa? Chưa đủ à. Alo. À, bị thiếu đồ rồi. Thiếu rồi. Chú thiếu đồ kìa, thằng ấy nó nói chú thiếu rồi, chú quay lại đó riêng đi. Đây là đường cách mạng tháng 8 nha, ngày lễ nha cô chú. Tức là hôm nay là ngày mùng 1. Ngày mùng 1 tháng 9 đầu tháng dương lịch. Đó, thấy chưa? À, bà con bắt đầu là treo cờ đó. Ngày mai bắt đầu là ngày Quốc Khánh. Cách mạng tháng 8 đó cô chú. 77 năm. Rất là bây giờ là trên các cái tuyến đường ở Việt Nam mình đó là đều treo cờ để ngày treo cờ trước nhà đó. Ở nhà em cũng treo cờ trước nhà đó để kỷ niệm ngày lễ độc lập của Việt Nam mình mà. Thì cuộc sống Sài Gòn TV đó, xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình, cũng như là tham gia các hoạt động vui chơi giải trí cũng như là về quê thăm gia đình nha. Dạ, em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Bye bye.